Vâng, xin chào tất cả các bác đã bất chút thời gian quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video hôm nay em xin gửi tới các bác một cặp loa, đó chính là cặp loa Pioneer CS810 các bác nhé. Cặp loa này em thanh lý hộ bác khách với giá cực sốc và cực ưu đãi các bác nhé. Giá rất là vừa túi tiền của các bác luôn, mà bác nào cũng có thể là sở hữu cho mình một cặp loa mà Pioneer các bác nhé. Vâng, các bác quan tâm sản phẩm em có thể liên hệ qua số điện thoại là ghim trên video các bác nhé. Các bác có thể kết bạn với số đấy qua Zalo cho em cũng được ạ. Vâng, xin phép các bác quay lại gần hơn và giới thiệu chi tiết để có thể các bác cảm nhận được tình hình. Còn loa Pioneer CS810 các bác nhé. Thành lý hộ bác khách với giá cực kỳ ưu đãi, giá rất rẻ các bác nhé. Rẻ vào một nửa giá thị trường thôi. Đây mặt trước các bác nhé. Có rốn đã thay rồi các bác nhá. Cho nó trước luôn. Rốn đã được thay, được bác khách thay rồi. Cả loa có sử dụng là một chai hoa khế các bác nhá, một chung hoa khế và có điều chỉnh hai bên các bác nhá, rất là hay luôn. Trên này sử dụng là bát 30 cm các bác nhá, bát 30 cm. Màng giấy và gân cao su các bác nhá. Đây, một cặp các bác nhá. Rốn đã được thay rồi các bác nhá. Màng giấy và gân cao su. Sử dụng một chung hoa khế và một chét hoa khế các bác nhá. Rất đẹp luôn. Cặp loa này được cái là có vỏ gỗ nguyên zin thôi nhá. Rất đẹp luôn. Vâng, xin phép các bác sẽ quay lại từng mặt một cho các bác để các bác cảm nhận được. Vâng, em vừa quay được một bên mặt ở bên tay trái của em trước các bác nhá. Đây, mặt tay trái bên của bên em đây. Và giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá thanh lý hộ bác khách rẻ mọi người trên thị trường các bác nhá. Giá chỉ có là 5 triệu các bác nhá. 5 triệu một cặp loa Pioneer CS810 các bác nhá. Rất đẹp luôn. Thanh lý hộ bác khách rất đẹp luôn. Giá rất ưu đãi, giá chỉ có 5 triệu các bác nhá. Các bác quan tâm thì nhắn tin qua Zalo giúp em qua số điện thoại nơi ghim trên video các bác nhá. Số điện thoại và số Zalo hãy dùng chung một số các bác nhá. Các bác có thể kết bạn số đấy giúp em luôn. Rất đẹp các bác nhá. Tôi xin phép các bác quay mặt sau cho các bác thấy. Vâng, em vừa quay được mặt sau của cặp loa. Bây giờ đây, đằng sau quá nhá. Loa Pioneer quá nhá. Rất đẹp luôn. Loa Pioneer CS810 quá nhá. Loa giá 8 triệu, xin lỗi các bác, giá là 5 triệu quá nhá. Giá 5 triệu, thanh lý hộ bác khách. Thế là giá rất là ưu đãi luôn. Phần vân gỗ rất đẹp quá nhá. Phần gỗ rất đẹp luôn, để các bác thấy. Rất là mộc mạc quá nhá. Rất mộc mạc vòng hai cổ luôn. Các bác thì chọn cho mình một cặp đẹp như này các bác nhá. Giá vừa túi tiền của các bác với cặp loa bình dân mà bác nào có thể sở hữu cho mình được. Và cặp loa đánh cũng rất là hay không nhá. Đánh rất là tốt luôn. Rất dễ phối ghép. Video sau sẽ ghép nhạc cho các bác thấy được chất âm. Đánh rất tốt quá nhá. Các bác quan tâm sản phẩm em liên hệ qua số điện thoại là 055 929 các bác nhá. 4 số 2. Và số Zalo em cũng dùng số đấy luôn. Các bác để liên hệ qua số đấy cho em. Và các bác đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo nhận những video mới nhất của Nhân Long Audio thực hiện và đăng lên hàng ngày các bác nhá. Với khu giờ quen thuộc là 2 giờ trưa các bác nhá. Tối là 7 giờ tối. Để các bác để cập nhật được tình hình thời gian để có thể các bác thu xếp có thể xem video của bên em để chọn cho mình một cặp loa hay là những sản phẩm khác để em đăng lên hàng ngày quá nhá. Sau đây sẽ kết thúc clip tại đây. Hẹn tất cả các bác tại những clip sau.